theo ta sẽ gấp đôi theo chiều ngang, lấy dấu ở giữa. Ta sẽ gấp đôi một lần nữa với cái dấu vừa tạo thành, lấy dấu một lần nữa. Dấu này ta gấp đôi một lần nữa, đảm bảo rằng cái đường này trùng với đường chính giữa phía dưới. Ta sẽ gấp tạo mũi nhọn đây bằng cách là gấp hai bên vào. Đảm bảo là hai cái mép này bằng nhau. Và hở ở giữa khoảng chừng 1 ly. Ta gấp tam giác này xuống theo cái cạnh huyền phía dưới, đảm bảo không đường này chồng kích lên đường phía trên. Từ đây ta sẽ gấp cạnh này lên cái dấu tạo thành lúc nãy. Đảm bảo cái đường này chồng lên đường phía dưới. Tiếp theo thì ta sẽ gấp điều chỉnh hai bên trong khít. Rồi, đây thì ta sẽ khử cái dồn giấy bằng cách là cố định ở vị trí này. Tay bóp. Ok. Bước tiếp theo là ta sẽ gấp vào đây, ta cho cái đường này nó được nối tiếp. Ta làm tương tự đối với cái đối diện, ta cho hai bên chồng lên nhau. Ta sẽ lộn nếp gấp này vào bên trong. Tương tự bên này ta cũng lộn vào bên trong. Và lưu ý là hai bên sẽ phải khít vào nhau như thế này. Tiếp theo ta sẽ lộn cái phần này ra. Đây. Lưu ý sau khoảng cách này, khoảng cách này thì bằng khoảng 1 cm, và cái đường ngoài này song song với đường này. Không cần chính xác lắm nhé các bạn chỉ cần ướm chừng thôi, miễn sao hai bên cân đối là được. Đây, đường này song song với đường này, cạnh này khoảng 1 cm. Ok ha. Tương tự thì ta sẽ lộn cái phần này giống như bên này, thì ta sẽ kéo sao cho nó hai bên này trùng khít lên nhau nè, hai bên này trùng khít lên nhau. Rồi sau đó là ta bóp cố định. Bây giờ ta sẽ khóa các vị trí này bằng cách là ta sẽ gấp cái mép này, gấp mép này, gấp vào bên trong. Ta sẽ gấp vào bên trong. Đây nhé. Rồi. Ok.
và ta sẽ làm tương tự đối với bên đối diện. Ta cũng vẽ vào bên trong. Ta khóa vào phía trên bằng cách gấp lên trên. Ta sẽ gấp lên trên. Em nè. Lên như này. Và đưa vào bên trong. Bên này ta làm tương tự như vậy ha. Gấp lên trên. Đưa vào bên trong. Đó. Tiếp theo ta sẽ gấp tạo cánh, gấp ra sao cho ô vuông này nằm trên cánh. Chỗ này là vị trí dày nhất, ta sẽ dùng một tay để bẻ cho nó dễ, tay còn lại tạo. Đây nhá, ngày nằm đây nhá. Tương tự, ta sẽ làm ở bên còn lại sao cho đối xứng. Rồi, phần này thì ta sẽ bẻ lên sao cho cạnh này nằm trên đây. Bên tương tự bên đối diện ta sẽ gấp sao cho chồng khít với bên còn lại. Ok, phần đuôi thì ta sẽ lấy ở đây chính giữa nhá, ta sẽ lấy dấu, các bạn có thể ống chừng thôi, ở đây các bạn chính giữa ta lấy dấu gấp nối hai cái dấu đó lại. Đối diện ta làm tương tự sao cho hai bên chồng khít. Và ta sẽ tạo đường nhọn ở đây, cách cập lật lên. Rồi. Bên này ta sẽ gấp cũng đặt lên, sau đó tạo một cái góc nhọn ở đây. Đó. Rồi, ta làm tương tự đối với bên đấy, gấp đặt lên. Rồi, như vậy là ta đã xong. Ta bẻ cái này ra. Bẻ cái kính trước nhiều lên. Này điều chỉnh đuôi giao cho hai bên bằng nhau. Và đây là kết quả. Chúc các bạn thành công nhé.